người mình lắp đó. Sticker. Trước hết là mình sẽ có 3 nguyên liệu cho cái ly đồ uống này. Thứ nhất là cà phê mứt đào, ure đào. Cà phê mứt đào. Tiếp theo là siro. Cái này là một cái dạng siro tổng hợp, mình đã nói vị chanh mật ong đúng không? Đó, tức là tổng hợp chanh mật ong thì pha nước chanh mật ong thì cái này cái vị nó có chai trong chai luôn. Tiếp theo là em quay ra sau em chọn cho anh một cái cốc. Một cái cốc. Chọn bất kỳ hay điều kiện gì. Ông chọn đâu không hỏi. Rồi cốc phải không? Thứ nhất là mình trước hết là pha một ly đồ uống thì mình phải xác định cái dung tích của cốc, thì cốc phải có dung tích khoảng tầm 380 đến 400. Đó, thì mình trừ đi cái lượng đá mình chỉ được trong một ly nó khoảng tầm 150-200. Tất cả nguyên liệu của mình sẽ bù cho cái lượng còn lại. Tiếp theo. Sử dụng 150ml cà phê cold brew. Em nhìn thấy cái vạch ở đây không? Vạch 100 này, em đong cho em 150. Đó, mình sẽ sử dụng phương pháp là sử dụng, mình sẽ sử dụng bình lắc nhá. Bởi vì cái đúng rồi, đổ đây. Bởi vì cái fruit mix này, cua này nó rất là đặc nên mình không thể khuấy như cái ly vừa rồi được. Syrup thì mình có thể khuấy tan đúng không? Còn cái này mình phải lắc lên cho nó tan ra. 150. Tiếp theo là mình sẽ có cua để fruit mix, mình cho anh 20ml. Cái gì đó? Đọc đọc là cái gì? Ờ, đây, em nhìn cái đầu đây không? Đọc là cái gì đó? Chai này đọc là cái gì ạ bạn? Ure fruit mix. Đọc từng chữ đâu, ure fruit mix. Ure có nghĩa là gì? Ure là mứt nghiền đấy chị. Mứt kiểu chan, mứt trái ăn. Tại cô cứ bắt là hiểu mới được đây. Dạ, cái đào này nó sẽ hơi ngọt một chút nên mình sẽ cần một cái gì đấy nó hơi chua chua để nó để lại. Mình sẽ sử dụng 10ml nước chanh mật ong. Cái riêng cái câu cà phê cold brew này thì mọi người có thể kết hợp với những cái vị hoa quả hay những cái vị chua, những vị ngọt, như là thậm chí là những cái vị chocolate như vừa rồi, nó rất là phù hợp. Không đường. Có ít ít đường, less sugar. Không đường thì không gọi là siêu. Đó, tiếp theo là em sẽ khuấy qua hỗn hợp này. Khuấy. Dùng hạt thứ 2 thì 32 thôi. Có thứ 3, thứ 4 không bao giờ đến như vậy. Đến sáu môi ông vào rồi. Thôi rồi. Ngon lắm. Chua à? Nó sao sao ấy. Ngon này. Sức của lá này trái này ngon. Đá. Có đi nóng người. Nóng gì vậy? À, nóng nóng này à? Ừ, chứ mày đi nóng gì vậy? Sao nó đá vậy? Ai làm không biết. Không làm phải hỏi. Là bừa. Đúng. Ôi trời ơi, đẹp thích. Bình này đẹp hết. Tay, một tay. Tay này này. Còn một ít. Còn đáy. Đó, cái này cùng đầu. Đi đu đưa. Đi đu đưa. Cầm chắc vào bên dưới đi, lấy cầm chắc vào. Ai chạy vào. Không cột rồi. Em này, lắp kiểu nhà khách sạn này là em phải đứng như này. Quay nghiêng lên đây. Chân dạng mà. Rồi. Đấy là cái phong cách lắp mà chúng ta sẽ học, ok? Đấy, mọi người sẽ chụp một kiểu là vì chụp tay vào nặng như này nữa thì mình lắp lên như này. Đấy. Đấy. Đúng, cái này to. Cái này to, nó bay to luôn. Mình sẽ lập cái này ra. Cho đá vào cốc này. Chúng ta sẽ học kiểu lắc của nhà hàng khách sạn nhá. Từ kiểu lắc của nhà hàng. Lắc lên, mình không lắc ra, lắc ngang như các Paris bạn nhà hàng. Rồi, mình sẽ trang trí rồi. Cầm vào đây. Tay ở đây. Không. Ờ, không, chứ không. Nha. Nhìn này, hai ngón tay cầm vào đây. Gã ngón tay chỏ vào đây. Đấy.
Em cầm một cốc đấy. Đó. Tay cầm một đáy cốc. Rồi ơi. Cứ cao lên. Đấy nè. Đó. Rồi. Ơi đi quá. Tính đúng nhỉ? Trận ra. Đẹp quá. Vỗ tay. Chai của bên trên. Nhíp. Siêu to cái thủ tay lại đập cái gì bây giờ? Ừ. Cô đi cái tay thừa này, một là mình đập đáy cốc, hai là để sau. Đấy. Đấy là một cọc cái lá. Đấy. 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 Đấy